Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp đua XDS RF 350, một dòng xe đạp khung nhôm, và đây là form dáng mới nhất của dòng xe này. Nó là form dáng 2020, sử dụng một cái bộ chuyển động là Shimano Classic R2000. Nó là dòng đời mới, cũng là đời mới nhất bây giờ, và cặp vành nhôm cao bản. Toàn bộ chiếc xe này là em nhập khẩu nguyên zin, nguyên chiếc hết 100% các bác nhé, nguyên zin hết từ đầu đến cuối. Thực sử dụng nhôm X6, nhôm loại nhôm rất là bền của và là cái loại nhôm độc quyền của dòng XDS này, rất là bền nhẹ. Toàn bộ khung thì đã được mài đi những cái mối hàn, thì nó rất giống những chiếc xe carbon đời mới bây giờ. Màu sắc thì phối nhau cũng rất là hài hòa các bác nhé, từ màu xanh dương phối với màu xanh lá cây thì nó rất là hài hòa, trẻ trung và cũng rất là đậm chất thể thao. Toàn bộ dây là đã chạy hết âm sườn này, cả dây đề, dây phanh này, chạy hết âm sườn rồi. Vẫn còn tem e-mail của xe theo xe luôn các bác nhé, rất là đẹp. XDS RF 350 form dáng 2020, cực kỳ là lướt và cực kỳ là mới, hầu như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể trên khung cả, rất là mới như từ hãng dắt ra. Được sử dụng full một bộ Classic dòng 2000 đời mới nhất bây giờ các bác nhé. Nó đã mất đi cái dây ở đây rồi, toàn bộ là nó cũng được chạy hết vào âm ở đây, toàn bộ chạy hết âm xuống ghi đông, trông rất là đẹp. Kể cả ghi đông dưới này nó cũng là cái ông chạy âm luôn các bác nhé. Ghi đông Zanta. Zanta là một cái hãng sản xuất phụ tùng riêng cho dòng XDS này. Full zin hết các bác nhé. Con này thì chắc là chủ phải đã mua về chắc đi được vài ngày thôi. Đi được vài ngày rồi bán lại này. Nên là bộ nhớ của nó cực kỳ là mới không nhé, cũng phải được 95-97% đấy, rất là mới. Mayer thì là Mayer bạc đạn rồi các bác nhé, sử dụng bi vòng bạc đạn rồi. Vê đan theo xe. Đùi Bruwell. Còn toàn bộ bộ chuyển động của xe thì sử dụng là Shimano Classic. Xích này nó cũng rất là mới các bác nhé, nó đen đen này nè. Là cái gì ấy, nhưng mà em trông thì nó là xích mới. Tám tầng lip và hai đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì rất là mượt rồi. Vành nhôm cao bản, nguyên zin theo xe. Đấy, với những chiếc xe mà được sử dụng thêm vành cao bản thì form dáng xe lên, tôn cái dáng xe lên rất là đẹp. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Và em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 48 mm.
Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 1m73-74 đi phù hợp. Đó, các bác nhìn bánh xe nó có di chuyển này, rất là đẹp. Do là xe này là xe gần như là mới tinh thôi, nên là các thứ bộ chuyển động này gần như là không có lỗi lầm gì, lên xuống rất là mượt. Đây, bánh xe lúc chạy trên đường rất là đẹp. Xe đang có giá bán bên em là 11.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bỏ hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.